Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với TV. Xin giới thiệu mọi người, đây là bang chủ cái bang Đạp Cầu Bồng Phong. Hôm nay anh em đi tọc chuột. Đằng kia rất là nhiều anh em đang đi săn. Hôm nay có không có chó ăn đâu, có một con nhưng mà nó đang ngáo ngơ. Đây nào, ngao. Sang đây. Sang đây. Đi săn đi anh ơi. Cầm đấy. Anh em theo dõi nhá. Xem dõi này chứ. Ra đi, ra. Đây em chó dẫn theo săn chuột nhưng mà đang ngáo ngơ chưa biết tìm cái gì. Đây tất cả anh em đang dồn. Chuột voi luôn. Không biết được con mù loài nào ông, 1, 2, 3, 4, 5, 6 thằng. 6 thằng đứng. Tặng nhiều này mà. Bác chủ cái bang sợ dính à? Để anh phục chỗ này nhá. Nó cho em đi đuổi đâu nhỉ? Đuổi dập đây này. Bảy cái làn chuột của nhà mày ấy. Rồi hết rồi. Được ngày ấy. Đi đây. Vậy bình tĩnh. Đấy đập đây ra đây. Để kiếm con chuột nó khó khăn nhỉ? Đem mẹ cạp ra trả. Con chó đi, Em ngao ngao ngơ đang ngửi. Chuột một thằng phải đứng đầu, một thằng phải phát thì cứ xuống, một thằng đứng phát. Tại mình em phát ra. Ở đây. Kìa lấy con dao phát kìa. Chó đi đâu vậy? Cho nó đi ngửi đi, em rủ mày dẫn chó. Con chó này, con thua. Con này ngao ngao ngao. Ngao ngao ngơ. Nó ra kìa con. Cái dẫn mẹ chó ngao là mình làm. Ừ, dẫn con chó ngao không ngồi con mày hạ nhỉ. Còn đấy nữa thì cạc. Đây 8-9 con không bằng một con đấy. Con đấy nó người chuẩn hơn. Ê! Mày chờ cái gì? Đi! Nhớ thua rồi. Chó. Người dẫn chó. Ê đây. Ui, dọn thế nơi mà không có. Có nhưng mà mình đập này nó chưa, nó có chó nó gửi phát là cho chuột nó sợ ngay mà. Ê chuột con này. Sao chuột lại sợ chó gửi nhờ? Ồ là cả bốp vào đầu đã cứt. Đã thấy gì đâu mà cứ nhảy vô. Đội săn chuột như đúng rồi cũng biết. Không thấy con nào. Bồ vị. Ở đây dọn này khéo người ta săn suốt rồi. Bây giờ đi săn đây. Lúc trước mày đuổi đây chuột. Ở đâu? Đúng làng mình ấy. Cái chỗ cây xoan hả? Ờ. Có cái rãnh xuống suối đấy nhiều chuột. Nhưng mà quan trọng bắt được không thôi. Bắt hay không chúng mày rời gậy cái bố ra là dám bổ. Đúng ạ. Thằng cầm gậy thằng cầm rào này. Nó chả thấy nó mà thấy sao nào. Anh em vào trong chỗ này cua này. Áo ngần. Anh đang đói.
Cỏ này thì tự mọc thành ruộng. Người ta cắt chuốt anh, đi. Anh bây giờ anh chạy về, anh đứng anh hít sáo chó nhưng mà xuống đây đi. Ờ gọi một bây giờ phải gọi một con chó xuống nhỉ. Con này cứ dắt nó đi chết khổ. Khả lắm. Về gọi đi cho ngủ gì cuối. Phải cử một bây giờ cử thằng Mão Đệ ra làm chó để ngửi đi. Mày không không làm chó thì lấy đâu ra ngửi chuột nó chạy ra. Thấy hang nó phải hư. Đây. Mày xịt khắp ruộng ấy. Chó thằng Mão Đệ làm chó nó bảo nhiều chuột lắm rồi dân cả một đoàn anh em vào đây. Nhiều ạ. Mẹ ông đi động từ sáng đến giờ. Dắt được cái dắt được con ngao vớ vẩn. Tưởng dắt chuột thế nào. Chạc vừa. À, thế này qua kia này nó nhé. Đường này chó nó. Ra về lấy chó đi. Mày chạy vừa. Ra về chó ra về. Tắt qua đây là để tắt qua đây à, về gọi chó đi cu. Về lấy đi. Không xa mày đâu, mày xa mày cầm anh đâu nhé bông. Đi đi dắt nó xuống đây thôi. Đi đi, đây xích hả? Xích cái rồi, em có xích rồi. Không mày vào nhà người yêu mày nghe là lôi ra làm chó. Mày cầm cho anh nuôi dép luôn vào phòng với cái gái. Đi gọi gái. Hả? Thành như là đi xuống bể dắt luôn xuống đây gái nha mày. Chị về lấy đi. Để gọi điện xem có nhà không đã. Đi chơi gái đi chơi. Gọi điện cho chó. Chơi chó. Gọi điện cho chó. Gọi điện lại bố à? Đi cầm nào. Tao, các bạn con không biết ngửi này. Cái này á chỉ có một. Chúng ta đừng có làm đi em. Đấy, sập nhà rồi. Có một con chó đánh đi chó luôn. Nó chạy luôn. Này mày là quay bóp bắt mẹ cái chuột trong hòm nhổ ra tao. Thằng Thu hôm nay nó bảo cá cho nó được ăn con chuột đúng. Chuyện nhà chuột rồi hả? Đấy chuyện nhà chắn chuột đấy. Hôm nay về ta lấy gạo thay chó để nấu lâu làm lẩu. Đây này xuống ruộng đây này. Năm ngoái bọn em đuổi đi đỉnh ở đây này. Đây. Năm ngoái chả vô đi đỉnh đây ra nhỉ? À. Giờ là phải đợi chó. Cố gắng lên được lên một con, mỗi thằng mút một miếng. Một thằng phải lên trên nên nó phộc lên trên thì làm nào? Dám là ai bắt? Đúng rồi, từ từ. Dám. Nóng là trần. Cỏ, úi chiều. Ui làm cỏ thế. 5 con cỏ. 7 em. Ngập đầu ấy. Mới đấy cú. Chạy ra chạy vào kia. Nó chui ra hàng rồi với rồi. Tao không hàng rồi. Nó có đâu tao nhé. Có thằng này về đấy với cầm cái cuốc đi. Mình đeo bảo người ta mang vào. Rõ ràng bảo về cầm được sau. Cái hông là nó chật nhẹ còn đào ra bị vổ. Thôi, tao phải ăn cơm bố tao thôi. Đây. Thôi đành mai là phải đánh mấy con chuột sống thôi. Đây này này. Amen.
mẹ bác mua bếp mà ăn sống nó ngon. Nướng béo gọn ra. Ô thế chuột nó chạy hết rồi. Đây này, đây này, đây này. Nó cầm cái này này. Đây này, lấy đây mà ăn này. Nó ngọt. Đây. Béo rồi, ăn mua hết tống. Đập đi, đập đi, đập đi. Đây đây là đội phá phá. Phá chứ không phải đi bắt chuột. Đội này cho đi phá được ấy. Thằng Đạt thấy nó đập hăng lắm. Đập đồng chung được. Đập đồng chung thì nó gãy gãy mà không có gì đập chuột. Mày bộ gì ấy chú? Chơi đó. Trước khi ở nhà ấy Dung nó bảo là chị em mà đi ra tí nữa chuột chạy không vừa kịp. Nó bảo anh thế mà anh mới bỏ chứ. Ui dồi ôi. Thằng Duy nó nghe theo nó đi cùng mà. Thì nó được đi mấy lần rồi. Nói chung là ngày trước là cũng tin tưởng khoảng độ 30-40%. 50% là không khó. Bây giờ chắc khoảng được 0%. 50%. Rồi chỗ này khó rồi. Chú còn đập rồi. Mang chủ lên thằng đập. Mẹ cầm gậy to ra đâu ạ. Đập đây. Chẳng bay nào. Cái gì nhỉ? Bên đây có gì không đấy? Bên dưới này có gì không? Đập cái lao. Cái lao đầu. Ôi thằng kia. Đấy đấy, tụt con đấy. Quay lại. Ôi giời. Thằng Đạt cho nó xích được đấy. Thôi được rồi, thế nó có sản phẩm rồi. Thôi chú này. Chuột đây này. Anh chuột. Ôi chạy đi tú, tú. Đi bỏ cái gậy đấy. Tú tú, tú. Được chưa? Vừa là cái gì? Đập dính nhau. Đâu? Ui này. Đây, chuột sang bên này đi. Nói chị ơi, chút chút rồi. Chuột sang bên này đi. Chậm á. Chậm cần chết. Chuột đây, chuột sang bên này. Ui. Ui. Đúng rồi. Mày á bưởi. Chó đấy hả? Chó có ăn cụ. Đấy, mày cắn. Ui, phè nó cắn vào tay đâu á. Mẹ khốn này. Rút đi. Nhìn thấy rồi. Cho nó chết. Ngời giời, tính đấy. Rồi. Vào tay đâu á. Mới sao mới bên này. Sao mới bên này đi. Chết rồi. Thằng kia cố ăn cái gì nữa. Nhưng mà vô phát này chuẩn đấy. Mới lên đi. Đây. Hai con này đúng được hai miếng. Đi. Đi. Như... thằng này ăn lông này. Em ăn chân. Mang đi để chua. Bây giờ một cái. Ôi chụp lắm đấy thì vậy. Ui. Ui. Ai phát này này, phát này này. À đây, đây có tạng này cơ. Vậy nó chạy nhanh nhóc ấy.
chỗ đấy nó chạy chả nhanh. Anh em lên lại trên kia đi. Nó chui đồng ngô là cái nhắc rồi. Có bằng cái con lúc nãy thằng cu kia bắt đấy. Vậy mình cứ cầm máy quay là đéo bao giờ bắt được chuột. Tao nhé. Ở đây. Đó lại đây, chỉ có đồng ngô này thôi. Đồng ngô này có mà. Đúng không? Nó chạy. Ở đây. Ở đây. Có phải đấy. Anh, chỗ này đi. Nó thì. Ồ, anh rồi đó này. Nào. Đây. Dọc cái đồng ngô cho nó ra. Đấy, đồng ngô gì đâu, em cởi hết ra rồi. Cởi nữa đi. Đó, lên rồi. Đó, lên trên kia. Không lên trên đâu. Dưới đây đâu. Bắt à, cứ xuôi từ từ nó chắc chắn là lại đây là có. Có cái hang thôi, đây, một con đâu. Thế nó chui mẹ vào hang đấy rồi. Không, không. Nó chạy ra đây rồi. Có cái hang đấy mà, cái hang ngay chân em ấy. Đấy. Kìa. Bắt chuột xả thế. Ở đây. Đây, 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 chạy chạy này. Chạy đây, chạy vào. Ê, nó giúp mẹ vào hàng. Có hàng mà. Thôi, thôi, nó quay lại đây. Đây, 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 đây. Đây rồi, xuống xuống từ đây lên nhá. Cứ đập mạnh vào. Đây, tỏ lắm, lên rồi. Thì chạy đi, đập, đập đi, đập, 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 lên, lên đi. Em chơi bài này ăn chán. Duy à, Duy, Duy gặp chán. Bụt thiếu anh. Đấy, cái chỗ này chơi gạt luôn. Đấy, cái chỗ đấy. Chưa, quay lại là con này. Phải chạy con này, phải chạy con này. Đừng đập vào đây, nó chưa hàng. Con mẹ à mày. Với mẹ chúng ta này. Chạy mẹ xuống dưới kia rồi. Rồi xuống đâu. Nó tạ này, nó đi tạ này. Mẹ đi bên trên đấy. Chạy ngược xuống lắm. Nó cứ dọc dọc can đạp lên xuống này. Không được phát ngược xuống dưới thì không được. Bên này bàn này có con chuột to hết mà. Cứ chơi đi, cứ chơi từ từ rồi đi, chơi lại dần thằng này đi, không phải chơi lại mãi được đấy đâu. Đây. Ôi. Con đáng buồn. Ôi trời ơi. Vậy chụp. Ô. Con chưa đầu. Lại mày luôn. Bỏ dao đi. Kéo tôi đấy, em bắn thủ. Mày là tao còn bổ phá thì nữa rồi. Đây bỏ rồi, anh ơi. Từ đây ra cung bít vất này. Từ đây ra cung bít, à cung bít là vất bóng nhiều hùng khí hồn nào nhá. Kéo một phát mình nghe cả cọp. Bị này bắt chuột nó đang lao lù lù là cả phát phát cái trước mặt. Thôi quay nhanh nhá, quay nhanh nhá. Xoa lại dân này này đi. Đừng xoa mãi ở đây. Nó ngay ở chân mày ạ. Nó quay quanh đấy mà. Tao bó tay rồi, còn.